Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sonic 2011 dọn kiện chỉnh chu với một cái vẻ ngoài nóng bỏng trần trụi. Cái chiếc Sonic độ hôm nay chắc chắn làm cho nhiều bạn phải có một cú lừa khi nhìn vào cái phần động cơ bên trong con xe. Cứ nhìn tưởng cái con Sonic độ đang đi một cái bài nhẹ nhàng, nhưng thật ra nó ẩn chứa một cái con động cơ rất là khủng khiếp. Về mặt bề công, nó cũng không thiếu vắng những cái món đồ chơi chất lượng đảm bảo cái độ ổn định trong quá trình vận hành. Món đồ chơi chiếm hữu không gian rất lớn ngay cái phần dàn tay lái chính là cái cụm Rainbow AZ17 Postar Postar, mức giá đó khoảng hơn 7 triệu thời điểm hiện tại. Khi gắn lên cái chiếc Switch độ, món đồ chơi này cho phép người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh được chức năng chỉnh cái độ thắng, và chiếc không hề che lấp đi những cái mẫu cụm tay có phần dàn áo phủ rộng khắp tay lái. Cái cụm đề Domino nằm trang bị thay thế cho cái cụm đề nguyên bản. Mẫu cụm này tích hợp thêm nhiều cái nút nhấn tắt máy nhanh, vừa nhỏ gọn phục vụ cho mục đích của cái chiếc cụm ga TCM xịn sò. Món đồ chơi giúp vận hành trở nên ngắn hơn, đem tính cái độ bốc hơn trong quá trình tăng tốc. Cái con Sonic hôm nay đã nâng cấp một cái phần ly hợp nên người chủ đã không muốn trang bị cho con xe cưng bất cứ cái cụm con nào khác nữa, mà để lại cái cụm con zin để thao tác điều chỉnh con trở nên dễ dàng hơn, không mất nhiều thời gian trong quá trình bảo dưỡng cũng như kiểm tra. Cái phong cách cam đồng niên đã thay thế hoàn toàn cái bộ bánh mâm nguyên bản, đem đến cái cảm giác trọng lượng nhẹ hơn khá nhiều và có thể đi cái kích cỡ vỏ nhỏ để được sinh hoạt hơn. Phần niên nhôm anh ta lựa chọn chính là cái dòng cơm Star, nó nhìn cũng lạ mắt và có phần độc đáo hơn so với cái dòng niên của thông Excel ASEAN đang phủ sóng rộng rãi Việt Nam. Đối với cái con heo Rainbow 4bis của cái chiếc Sonic hôm nay, kết hợp cùng với dàn chim cam đồng niên nhất định cần phải những cái phát nhôm CC nó canh chỉnh tỉ mỉ để tránh tình trạng xảy ra cái cam ở bên trong bị cả cứng và cái chim cam. Dĩ nhiên, cái đĩa của Rainbow Oversize bên cạnh cần phải có một thêm cái bộ lòng đĩa CNC lõm vào bên trong để đưa cái mặt đĩa ra ngoài, nhằm cái mục đích tạo ra một khoảng trống đủ lớn. Ngay cái dàn chân sau, cái hệ thống thắng của con xe thì không được chăm chút nhiều như dàn chân trước. Bù lại, người chủ bỏ ra khoản tiền rất lớn, khoảng 10 triệu để cho con xe cưng một cái cây phục Holden hàng hiệu, mục đích là tăng độ êm ái, ổn định trong quá trình vận hành. Bộ cấp phía dưới phục được nâng cấp bằng nhôm nên đã có trọng lượng nhẹ hơn cấp zin, chiều dài nhỉnh hơn, hạn chế tình trạng bị sàn lắc ở nước đề 3. Cái phần lồng của xi nhan bên trong đã được thay đổi cái kết cấu để vận hành cái chát piston là 82cc. Đây chính là bài độ cái lồng thấp mà được anh em chơi xe vẫn truyền miệng lẫn nhau. Khi nhìn ngắm bằng mắt thường rất khó để nhận ra việc cái phần vỏ lồng không hiện như những logo của thương hiệu lồng đồ chơi. Nằm bên trong cái bài độ 82cc, chiếc xe Sonic hôm nay còn có rất nhiều phụ tùng hiệu suất cao, với phần các nước của XR, ngô biên sườn đến từ Retail, Cabo AKM M3 Titan v.v. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại cái con Switch độ lần nữa nhé. Sacha 110 độ ngất ngày với cái dàn ghi đông bạc chịu, dẫn đầu thì cái sức mạnh ở phân khúc là hai bộ Underball 150 hiện nay. Có thể nói cái chiếc Sacha 110 đang là một cái dòng con tay làm điên đảo những người đam mê tốc độ cỡ nhỏ. Chiếc xe còn là tâm điểm cho những tay chơi thích dọn kiển, và khi ra đời hàng loạt những bản nâng cấp không chỉ đẹp, độc, đỉnh, mà chiếc xe độ này còn đem lại cái phần hiệu năng sử dụng rất cao. Lược bỏ đi một cái bộ chìa khóa cơ nguyên bản, người chủ đã nâng tầm chiếc xe yêu của mình khi trang bị ổ khóa smart key nhằm đem lại tính an toàn tốt hơn, chống trộm cướp, và đi kèm với đó là một số chức năng phụ cần thiết trong cái chiếc xe trong quá trình sử dụng hàng ngày như tìm xe trong bãi đổ, khóa xe từ xa này tiện lợi. Nếu như những tay chơi khác hướng tới cái ốc Titan thường lựa chọn những cái tông màu xanh, tím, vàng vân, thì ở bản độ này người chủ giữ nguyên cái màu trắng nguyên bản cho chiếc xe thêm phần sang trọng, không quá sặc sỡ, khoét rộng hơn cái phần bẩn ở bên trái để chiếc xe lắp được cây chịu lực Matrix kẹp sườn với 16 nút chỉnh nặng nhẹ để chống sàn lắc đầu xe ở độ cao. Sử dụng trên mình cái cụm tay con tiếp em, một món đồ chơi đến từ hiệu Domino, được anh em chơi xe kiển hiện nay là vô cùng ưa chuộng bởi mức giá thành không tới 3 triệu đồng, nhưng được trang bị rất nhiều phần hiệu năng phụ cho người sở hữu nó. Cái phần đầu tay con để chống chày, có thể người chủ đã bọc bên ngoài một lớp cao su. Đây là một cái phương pháp rất tốt để sản phẩm đẹp mãi với thời gian mà không làm mất thẩm mỹ của xe. Còn đây là những góc ảnh của bộ cụm thắng Rainbow AZ đi cùng với có combo miễn dịch.
của gia đình Dono, bao gồm các cụm on up, cụm tăng tốc, đem lại cái tính năng ưu việt cho chiếc xe mà một cái chiếc xe sim không bao giờ có được. Hệ thống treo sau ứng dụng cho mình là phục hoa lim và dầu rời để tăng thêm cái sự nổi bật cho chiếc xe. Phần nhựa nhám của chiếc xe và vài chi tiết được tháo bỏ hết hoàn toàn để chiếc xe thêm chút gọn gàng hơn và sử dụng rất nhiều chi tiết đồ chơi. Hai thở được ứng dụng bằng một cây bô tăng STP được khò nóng độ cao lên màu trông rất ấn tượng, và cái điểm nhấn màu sắc toàn bộ cái phần dàn áo đen của chiếc xe. Dàn chân được hạ xuống bánh cam cho chiếc xe có một cái trọng lượng nhẹ hơn, linh hoạt hơn di chuyển ở trong thành phố. Và giá của chiếc Sacha F150 2.9 hiện nay rơi vào tầm 55 triệu đồng, dao động theo từng màu sắc và chu gồm thế ra biển số. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, và chi tiết nhớ like, subscribe.